chê về. Hiện nay sẽ làm cái món cá chê chiên xù để ăn với lại nước mắm gừng. Thì bé Nhi sẽ phụ ăn cái món này. Đây, đây là cá chê này các bạn. Này là cá chê đồng. Nó có hai loại cá chê, một loại cá chê trắng và một loại cá chê vàng. Tại cá chê này nó sống ở trong ao hồ hay gì mà nhìn nó đang lùi à. Giờ mình sẽ bằng con cá chê này nha, rồi sau đó mình chiên. Nhớ có gì ha? Con nhớ không? Nhớ. Bà nội thường thường nhớ là bà nội con mắc để muối vô cho nó hết rồi gì. Đúng rồi, chị em màu xong rồi chị em mới rửa muối. Cái đầu tương thôi mà bỏ nó luôn đi. Nha, trái phải. Như bên này con khước vậy phải không? Còn bên kia con ngược lại. Hiểu chưa? Hiểu không? Không bị dứng trứng với đồ với mấy con tôm hả? Dạ. Với mấy khô bò này nọ bị dứng. Còn cua với trẻ đâu ăn được con hai con luôn, ngày hôm sau là cái mặt không khỏi luôn. Con gà vàng ơi, con nhớt á, con cạo á, cạo á. Này cái nè là cái nhớt của nó đó. Con cứ cạo bình thường là tự động nó hết rồi, con gò thử đi. Thấy không? Này, chứ con cạo nhẹ nhẹ nó thì nó đâu có ra được cái lớp trơn của nó được, sợ con lớp nhớt của nó được. Sao con cạo lên thì nó ghê. Mỗi giờ còn ở trên không con cạo tới mức độ nào thôi, đừng cạo quá nó chóc cái lớp da. Chóc cái lớp còn dài mà chưa bao đi học. Đâu 12 và 50 của đi. Ở đó thì vậy nha. Ở trên này có cái ớt và có cái chỗ đó. Nãy mấy Nhi đã cạo xong nhớt rồi, mình sẽ tắt. Quên hứa hả Nhi? Cho cá vô rồi xong mình chở rồi liền con cá nó không cần ra vô tới chụp hình ra. Ủa không có đường sao vậy? Dạ. Đúng rồi làm cái gì vậy? Tủ nhà Giang đó con. hai chị ăn nữa cũng chưa không đâu. Xong rồi. Không tới chị ăn nữa cũng có nữa rồi. Mà không ra lắm chưa luôn á. Bắt nữa đi. Mai có đi học mày. chê chiên này ăn với lại nước mắm rừng thì mình đã làm xong rồi, mời mọi người cùng ăn nha. Rồi gia đình mình ăn đi nè. Con lấy chén ăn với em nè. Hình như em thấy này để gần hơn á, con ít ăn rau quá nè đúng không? Gì bé Lâu? Ở trên đó nha, còn mấy lon đó không còn là hết rồi đó. Hồi nãy còn uống ấy rồi. Còn lon gì Di Nhi uống rồi. Còn lon gì Nhi uống hết rồi. Em đã trễ chị bước rồi em ơi. Thử. Người uống thôi. Giòn quá. Cá chê chiên rất là giòn. Ăn với nước mắm gừng á. Sao Nhi? Cay. Con được không Dương? Bé ăn. Cay không? Có nước lọc đó con. Có nước lọc trong thùng á, thùng đỏ. Không uống nước lọc thì gì ăn còn đâu nữa, hết trơn nước ngọt rồi. Nãy gì uống hết đúng không? Uống hết rồi. Ngon lụng. Hay gì đã trụng dãy lên thấy. Nó chơi đâu có dãy con hả? Cái gì nè? Cái mang không gì? Hay cái gì? Cái gì có nó hả? Dạ. Có nó lộn không? Có làm không? Có. Em có làm luôn hả? Ăn xong rồi về làm hả? Dạ. Còn người ăn nữa. Tao gấp thì vàng ngặt nha. Cho người ăn hết luôn hả? Tỏi đó con à. Được rồi con ăn đi. Dạ được gấp rồi. Tắm được không? Không. Sao? Ngứa. Ngứa mà bất động ngứa. Con không chịu hơn sao? Ủa như bên nhà con có rau ngổ rồi đấy. Ở đâu? Ở nằm trong nhà hay đâu? Dạ ngoài ấy ba con đi cắt cỏ. Cái bật cái sáng á. Đúng rồi, con ngổ xào hơn á. Ăn vừa bổ. Nhi có ăn chưa? Nó hơi nhẵn nhẵn một chút xíu nhưng mà mùi vị rất là ngon luôn. Giờ đó Nhi không biết ăn. Không biết ăn đâu đó hả? Không. Nó giống như loại cây mọc quang gì đó. Ở đâu có đồng trống là tự nhiên nó mọc à. Đó thấy không? Rút hết luôn bọc đó. Cái đó là rau gì? Rau muống với rau tràng. Muống với rau tràng. Rau ngổ cũng mọc trên vậy luôn đó. Ngổ đó ha, con xào ha, hay là con hấp cá lóc, con ăn chưa? Hấp cá lóc á, ủa hồi ngày con ăn chung với bé Dương không hả ba? Không, con với bà Nãy. Dạ. Nhưng mà tối con ngủ chung với Dương. Dạ. Kể này mẹ về không? Mẹ con nói tao mới hết rồi về, không biết mẹ về. Để nghỉ được mấy ngày mà. Bà bữa tư với một tháng ăn gì? Để cho con Hồng Dương nào, mỗi tháng ba. Để đi về chú Út. Chúc con về. Chúc con về hả? Không, chú Út không về, con phải đám dỗ này hả? Ừ. Nhưng mà làm bù hay gì? Không muốn thương tao cũng vẫn làm. tư nhân á, chứ mấy người kia được nghĩ cho mà nhà nước thì điểm nó lớn mà. Bà Hương Hoàng cũng ở tiệm phở của mình thôi. Bà ngoại bà nội đâu? Bà nội đi luôn. Nội đi đâu? Đi chơi. Trời ơi, đi chơi hoài luôn á. Sướng ghê. Con có đi đâu. Chú vợ chú mấy chú tổ chức đi á. Sao? Con không biết nữa. Không phải là đi học đi. Con nhà con nhà. Nhà đi học rồi. Con không biết ngủ ra luôn. Bán mới theo 1 năm đi học gì? Không. Chưa tới 30 tháng 4 ý gì? Người tổ Hồng Dương này là gì em? Ủa em? Con rồi hả? Dạ. Bao nhiêu con? Không ai nhà con luôn. Ngày đó không được nghỉ mà đi học gì vậy? Đi với bà nội đi. Ngày đó có lễ hội chứ, không biết con được nghỉ không nữa. Như thứ ba hay thứ 4 mới được nghỉ. Có chơi là chi không phải tròn gụng luôn đâu. Không. Còn gì ăn ăn giòn rồi lắm, không biết đâu mềm. Nát bấy rồi. Ăn cứng quá vậy. Món cá chê chiên ăn với nước mắm của rừng á, thật sự rất là ngon luôn. Nếu các bạn thấy thích món này thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nhất. Xin chúc các cô